Khoảng hơn 4 giờ sáng ngày 12 tháng 11, người dân phát hiện một thi thể nam giới trôi dạt vào bờ biển thôn Tân Thượng, xã Cương Giáng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Qua kiểm tra ban đầu, trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, chưa xác định được thông tin lai lịch. Đặc điểm nhận dạng, nạn nhân mặc bên ngoài áo sơ mi sọc kẻ caro dài tay, bên trong mặc áo phông trắng và một chiếc áo phông xanh, quần bò dài màu đen và có đeo một chiếc vòng cổ bạc. Nạn nhân khoảng 35 đến 50 tuổi, cao khoảng 1m7, tóc màu đen. Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã đến hiện trường kiểm tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Trước đó, khoảng 8 giờ 45 phút ngày 11 tháng 11, lực lượng chức năng cũng trục vớt hai thi thể nam giới trôi dạt trên sông Lam, đoạn thuộc địa phận tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Qua kiểm tra trên người hai thi thể nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, chưa xác định được thông tin lai lịch, chiều cao khoảng 1m7, tóc màu đen, độ tuổi khoảng 30 đến 35 tuổi.